Vấn đề 3, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Hôm trước ta học cái gì rồi? Chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Đúng không? Các cái hệ quả và tính chất của đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Tìm thiết diện và đi tính diện tích thiết diện. Còn nhớ hai bài cuối đúng không? Bài khó ấy, đúng chưa? Chữa luôn cho bọn em rồi là tìm thiết diện và diện tích thiết diện rồi. Còn nhớ không đấy? Hai các đồng chí đã quên rồi. Kể cả các tính chất đã vẽ hết cả công thức cả hình vẽ đi tụi em rồi. Định lý ba đường vuông góc rồi. Bài tập chữa rồi nhá, ai nghỉ thì phải xem nhá. Đây hôm trước là có hai bài về gì? Đi xác định thiết diện và tính diện tích rồi đúng không? Mọi người phải về ôn lại. Ai mà hôm trước nghỉ thì phải xem lại nhá. Bây giờ ta sang là gì? Góc giữa đường và mặt. Để học góc giữa đường và mặt bắt buộc phải học gì? Đường vuông góc với mặt trước. Vì sao? Em nhìn cái BB phẩy này này. BB phẩy này chính là vuông góc với mặt phẳng. Nhỏ mồm thôi ở dưới. Góc giữa đường và mặt là như nào? Em hình dung này, cho cái bút này và cái mặt phẳng. Thì góc giữa cái bút này và mặt phẳng chính là góc giữa cái bút và hình chiếu của nó. Chính là cái led đen đen này này. Đúng không? Thì cái đây chính là góc giữa đường và mặt này. Có nghĩa rằng để tìm góc giữa đường và mặt, đầu tiên tìm giao điểm của đường và mặt phẳng đó. Nếu không có giao điểm thì sao? Bước 1 là ta đi tìm giao điểm đúng không? Thì nếu không có giao điểm thì sao? Thì chứng tỏ rằng đường thẳng đang song song mặt phẳng thì mới không có giao điểm chứ đúng không? Mà khi đường song song mặt thì góc bằng bao nhiêu? Không độ. Đúng không? Đúng chưa? Lên bước 1 tìm giao điểm, không tìm được giao điểm hay là cái khác là không có giao điểm thì không độ luôn. Nhưng chắc chắn thì có thôi. Sau khi tìm được điểm A này, lấy một điểm B bất kỳ trên đường thẳng D. Kẻ đường thẳng BB phẩy vuông góc với mặt phẳng P và tìm được giao điểm B phẩy. Khi đó AB phẩy này được gọi là gì? Hình chiếu của D trên mặt phẳng P. Hình chiếu, được chưa? Và góc cần tìm là góc giữa D và D phẩy. Góc này có thể tù được không? Góc này có thể tù được không? Góc giữa đường và mặt có thể tù được không? 120 độ được không? Tại sao không mà tại sao được? Mi 120 độ được không? Tại sao không? Không, ghi là chuyện nhưng mà tôi ghi sai sao? Già rồi nhiều khi vẫn sai chứ. Giờ nhường cho các bạn trẻ làm. Góc giữa đường và mặt là góc giữa đâu với đâu? Góc giữa đường thẳng D và hình chiếu của nó. Hình chiếu của nó là một đường thẳng đúng không? Ta quy ước rồi, góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn, đúng không? Thế thì D và D' phải là góc nhọn, đúng không? Ghi vào đây đi. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ghi vào. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Có nghĩa em cứ đi tìm hình chiếu trong góc giữa hai đường thẳng đấy. Được chưa? Hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Thì nhớ luôn cái hình vẽ này là dễ hiểu nhất này, đúng không? Góc giữa đường và hình chiếu. Được chưa? Ví dụ bắt đầu câu 1 luôn. Máy này mọi người đọc tham khảo. Câu 1 luôn này. Vẽ hình chưa? SO vuông góc đáy không? Mọi người đặt ABCD như nào nhỉ? Để đặt cho giống tên nhau nào. Lúc nào nó chả bình thường. A đây gì? B đây gì? Ok. Vẽ hình này nè. S A B C D. Ok. O M là trung điểm SA. M N là trung điểm của BC. Sao nó xa xôi thế?
biết góc giữa MN và đáy bằng 60 độ. Nào, bắt đầu nhìn. Góc giữa đường thẳng MN và đáy là góc giữa đường thẳng MN với hình chiếu của nó trên đáy, đúng không? Bước 1, đi tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng đáy. Chính là điểm N chưa? Đúng không? Bước 2, lấy một điểm bất kỳ. Người ta nói là điểm bất kỳ thôi, thường là điểm đầu mút, hai đầu mút hoặc trung điểm. Ở đây ta lấy điểm M luôn. Được chưa? Từ M kẻ đường vuông góc với mặt phẳng đáy. Không thể kẻ vu vơ được đâu. Ta có SO vuông góc với đáy chưa? Đúng không? Thế muốn từ M kẻ đường vuông góc đáy thì nó phải song song SO đúng không? Hai đường thẳng song song thì thằng vuông góc thì thằng kia vuông góc đúng không? Từ M kẻ đường thẳng song song SO. Đây, gọi là điểm M phẩy đi. Thì nối N với M phẩy. Vé này là hơi khó nhìn góc rồi, ba điểm này gần thẳng hàng rồi. Đúng ra phải lấy B bên này này thì mới đẹp này. Có cần đổi lại không? Như này nhìn nó hơi khó. Vẫn làm được bài nhưng mà nhìn hơi khó. Nếu để B, C ở đây thì điểm N đây này, đúng không? Điểm M đây này thì nó sẽ ra cái hình này, thôi đổi đi. Không để này xấu, B, C, D. Điểm N là trung điểm BC. Thế thì khi đấy ta mới có điểm gì đây? Đây em nối MN vào này. Thì cái góc cần tìm của mình này là góc này này. Đấy thì nó mới dễ nhìn. Chứ lấy này gần như thẳng hàng thì không gì. Cho mượn bút xóa cái. Thôi được em. Xóa đi chút cho mọi người đỡ bị ngộ hận. Được chưa? Đấy. Thì như vậy nhìn góc nó mới dễ chứ đúng không? Thế để như vừa rồi nó khó nhìn. Nào, ai cần sửa lại vẽ lại thì vẽ đi. Ông dùng bút chì thì ông tẩy nó đi. Được chưa? Tiếp được chưa? Người ta cho góc này bằng 60 độ, đúng không? Nào được chưa? Ý thứ nhất, tính MNSO có ai tính được không? Mi sao? Lắc lư à? Ba thanh niên trên. Bài hình câu A không tính được thì thôi bỏ đi. Khó quá. Hưng. Tính được không? Thằng này chắc chắn học xong vuông góc rồi. Cuối học kỳ 2 rồi, đúng không? Chuẩn bị thi học bao giờ thi học kỳ? Giữa học kỳ ấy. Không biết học kỳ. Nó phải hỏi luôn là bao giờ thi học kỳ mới đúng. Mọi người thi giữa kỳ nó thi cuối kỳ mà. Tháng 4 à? Tưởng ăn Tết xong thì học kỳ 2 luôn. Tết xong rồi thì giữa kỳ. Giữa kỳ thì giống các trường. Tính MN và SO. Nào bây giờ nhìn đi này. Hình vuông cạnh A. Đúng không? Chưa cho biết gì hết, mới cho thế thôi. Bây giờ ai tính được nào? Tính MN như nào? Tính SO như nào? Ta đi tính nhá. Trải phẳng hình cho mọi người dễ nhìn. Trải phẳng hình cho dễ nhìn này. Còn ai nhìn quen rồi không cần thiết. Ta trải phẳng đáy. Ngẩng đầu lên đi em. A, B, C, D. Điểm O đây. Điểm N đây đúng không? Điểm M này là trung điểm. Mà M, M phẩy song song thì M phẩy này cũng là trung điểm của AO đúng không? Đúng không? M phẩy cũng là trung điểm nhá. Được chưa? Bắt tính MN. Nào hình vẽ này hiểu chưa đã? Thứ nhất, góc này bao nhiêu độ? 45 độ. Cạnh NC là bao nhiêu? A trên 2. Đúng không? CM phẩy AC có phải là bằng A căn 2 không? Ta viết ở đây nhá. AC bằng A căn 2 đường chéo mà. Thế thì CO là một lửa, còn cái này là 1/4 thì cộng vào là mấy đấy? 3/4 của AC đúng không? Ta có CM phẩy bằng 3/4 của AC chưa? Chia 4 phần mà lấy 3 phần còn gì, đúng không? Đúng chưa? Thế ta có này. CM phẩy bằng 3/4 của AC bằng 3A căn 2 trên 4.
Đến đây hiểu không? Bước nào hiểu bước đấy luôn nhá, không lát nữa nói một thôi mọi người bảo không hiểu vậy thì vui ấy. Hiểu không? Bên này. Vẽ hình thì vẽ đi, không lúc giảng mấy ông cứ tranh thủ vẽ hình. Như kiểu sợ tôi xóa mất. Về nhà bật video ra xong tạm dừng tha hồ vẽ. Được chưa? Tính ML xong là xong. Nào viết xong chưa nào? Chia tiếp được chưa? Xét tam giác CMN, mọi người nhìn này, có góc C, có cạnh CN, có cạnh CM phẩy. Tính được M'N theo cái gì? Tính được M'N theo cái gì? Vuông đâu mà vuông. Định lý cốt. Ta có định lý cốt này. M'N bình thì bằng CN bình cộng với CM phẩy bình cộng với 2 lần CN nhân CM phẩy nhân với cốt của góc C. A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cốt A. Đấy là công thức định lý cốt. Thế tao thay số thôi vì ba cái này biết rồi, cốt góc biết rồi mà đúng không? Bằng CN bình là A bình trên 4 cộng CM phẩy bình là gì đấy? Cái này bình là gì? 9A bình trên 8 trừ 2 nhân với CN chỉ tiêu 2 là còn A trừ đi 3A bình căn 2 trên 4 nhân với cốt C bằng căn 2 trên 2 cốt 45 độ mà căn 2 về 2 chỉ tiêu rồi thế còn mỗi mấy cái này thôi. A bình trên 4 trừ 3A bình trên 4 là còn trừ 2A bình trên 4 bằng trừ A bình trên 2 quy đồng 4 lên 4A bình trên 8 9 trừ 4 là 5 như vậy bằng 5A bình trên 8 suy ra M'N bằng căn ra là A căn 5 trên 2 căn 2 đấy là M'N. Chép vào đi. Được chưa? Biết M'N rồi này. Xét tam giác vuông. Có phải M'N vuông góc phải đáy thì đây là tam giác vuông không? Có cạnh M'N có góc này là 60 độ, tính được cạnh MN chưa? Cốt 60 bằng kề trên huyền. Suy ra MN bằng. Được chưa? Như vậy là gì? Rất là mất nhiều thời giờ mới tính trong câu A. Nhưng nếu tính chính xác câu A rồi, câu B cực đơn giản. Vì câu B là lấy tất cả các độ dài trên mà tính xuống mà. Đúng không? Bây giờ câu B này. Tính góc giữa MN và SBD. Nhìn hình. MN đây. SBD đây. Góc giữa đường và mặt là góc giữa đường thẳng đấy. Và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Có nghĩa rằng em phải đi tìm hình chiếu của MN trên mặt phẳng SBD. Tìm như nào? Tìm hình chiếu của MN trên mặt phẳng SBD. Nhìn đi. Hình chiếu của MN trên mặt phẳng SBD nhá. Bước 1 là tìm giao điểm MN và SBD đúng không? Giao điểm của MN và SBD nằm ở đâu? Nối S với cái điểm này này. Nối S điểm này nó cắt MN ở đâu thì đấy là giao điểm cần tìm. Đấy, giao điểm cần tìm. Sau đó đi tìm hình chiếu của MN trên mặt phẳng đấy. Làm cách nào để tìm hình chiếu MN trên mặt phẳng?
hai tìm được. Hai tìm được hình chiếu một n trên một phần. Từ n kẻ đường thẳng vuông góc đến BD. Vuông góc đến BD thì sẽ song song với CO, nhưng mà nó đang bị hơi trùng hình rồi. Đang hơi trùng led này này, ta kẻ lệch lệch một chút nhé. N H đi. Nối cái điểm này với H. Thì đây là góc phần tìm. Đây đi. Góc NIH là góc phần tìm, nhìn được không? Vẽ ra đi. Từ N kẻ đường vuông góc với BD, NH vuông góc BD. Kẻ NH vuông góc với BD. Nối điểm Y với H. Đấy là hình chiếu. Chia góc cần tìm là góc NIH. Nghĩa là kẻ NH vuông góc với BD. Chia ra hình chiếu là IH. Y là điểm giao của S và cái điểm này này với đường thẳng MN. S với cái điểm giao điểm này, M'N với cái BD là điểm nào thì nối điểm này với S. Hình chiếu IH rồi thì suy ra góc cần tìm là, góc cần tìm là góc gì? NIH. Góc cần tìm là NIH. Muốn tính góc đấy lại xét là tam giác vuông C à NHI. NHI tam giác vuông tại H. Được chưa? Lại xét tam giác vuông rồi. Hết chỗ bắt đầu. Để mọi người tự tính. Thấy không chưa? Trang nhé. Đấy hình chưa? Gì? Bảo tính nốt mà xét tam giác vuông mà mọi người tự tính nốt được gì? Người bảo xong không nghe à? Tam giác NHI là tam giác vuông tại H không? Vì NH vuông góc với mặt phẳng SBD thì vuông góc với IH mà. Thì tam giác này vuông tại H. Cái tam giác vuông rồi em chỉ cần tính gì? NH này em phải trải phẳng cái hình ra đây này. N kẻ đường đây vuông góc BD này. Mà N lại là trung điểm, cái này bằng một nửa OC không? Đúng không? Em đi tính nốt cái IN đi. Được chưa? Xong xét tam giác vuông tính sin cos tan là được mà, đúng không? Đó, hết chỗ thôi, anh gợi ý một miệng. Này 2. Đáy hình vuông, SA vuông góc đáy, kẻ hình đi. Vẫn là hình bình hành mà thôi, đúng không? Được chưa? Vẽ hình được chưa? Từ lẫn giờ chẳng ai vẽ hình nhỉ? Nhưng mà làm vẽ toàn nét liền. Nên ba thanh niên này ngồi video đâu có kể. Tiếp luôn này, cho nhanh. Nào, ngẩng đầu lên nhìn đi, chị chép sao. Góc giữa SC và đáy. Quá dễ luôn. Đây là góc giữa SC và đáy đúng không?
Vì ta có SA vuông góc đáy mà. Thế thì AC là hình chiếu SC chưa? Thế thì là góc SCA chưa? OA là góc SCA. Thì muốn tính góc này thì ta dùng công thức tan đúng không? Tan góc SCA bằng đối trên kề SA trên AC bằng A căn 6 trên A căn 2 bằng căn 3. Mà tan bằng căn 3 thì suy A SCD bằng sin tan cũng bằng 60 độ. Tan của góc 60 độ nó bằng căn 3 mà. Ừ, SCA. Hiểu chưa? Đây dễ. Nghe đi em, đáp về chết sau. Câu B là SC và mặt phẳng SAB. SC và SAB. Em lại phải đi tìm hình chiếu của nó. Nghe cho kỹ. Tìm hình chiếu và SC trên mặt phẳng SAB này. Điểm S chung chưa? Đúng chưa? Vì CB vuông góc với mặt phẳng SAB. CB vuông góc AB, CB vuông góc SA thì CB vuông góc mặt phẳng SAB không? Đúng không? CB vuông góc mặt phẳng nhá. Thế thì ta có luôn AC thì ta định ghi AB rồi. AC có hình chiếu là AB trên mặt phẳng SAB. Đúng không? Vì đường CA này vuông góc với mặt phẳng SAB mà. Thế thì A này hình chiếu bằng C trên mặt phẳng phải không? Mà A hình chiếu rồi thì SA có phải là giao tuyến chung không? Đúng không? Đúng không? AC có hình chiếu này như xa SC chứ. SC có hình chiếu là AB là SB, vừa ghi nhầm cái A. SC là có hình chiếu là SB không? Thế góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc thứ hai đường thẳng và hình chiếu nó đây đúng không? Suy ra góc cần tìm là góc giữa SC và SB bằng. Thế đây hiểu không? Không hiểu không? Nói lại nhá. Em xoay nhìn ngang nhà nhìn, có phải là SC đây thì hình chiếu nó chính là SB không? Thế bây giờ ta đi chứng minh này. Vì CB vuông góc AB, CB vuông góc SA, hoặc lại suy ra CB vuông góc mặt phẳng SAB đúng không? Đường mà vuông góc mặt thì đường thẳng đó phải vuông góc với mặt thẳng đó mà đúng không? Thì ta có gì? CB vuông góc với AB không? Đúng chưa? Vì cái lý do này nên ta có CB vuông góc với CB vuông góc mặt phẳng AB và vuông góc SA, SB chứ. Được chưa? Thế CB vuông góc với SB rồi thì sao nữa? Phải góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng SAB là góc giữa SC và SB không? Chính là góc CSB. Được chưa? Xét tam giác này, tam giác này vuông ở B đúng không? Vì CB vuông góc với mặt bên mà. Thì vuông ở đây rồi ta có tan bằng gì? Tan bằng gì? Tam giác SBC có tan bằng gì? Đối trên kề, đối là cạnh SC mà đúng không? Hoặc ta có thể dùng gì? Gì? Đối là cạnh nào? Bây giờ góc là góc nào đó nào? SC và SB là góc này đúng không? Tôi đậm lên đây nhá. Góc giữa SC và SB là góc này. Thì tan cho bằng đối trên kề là bằng BC. Biến SB. Đúng chưa? BC mấy, SB mấy? BC mấy?
Nhìn đi, bằng A đây rồi đúng không? SD bằng mấy? SB chứ. Đối thân kề SB chứ phần ghi nhầm. SB là phải tính ra đúng không? Cạnh này A căn 6 thì đây là A căn 7 đúng không? Đúng chưa? A mà trên A căn 7 thì là 1 trên căn 7 không? Được chưa? Đi. Bài thì nhóm rất léo này mà. Được chưa? Ngân để chưa? Thế vào tỉnh nốt nha. Tỉnh nốt các góc kia đi. Tiếp tục ví dụ 3 này của cái phần tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Những cái ví dụ này đều nhặt ra những cái bài mà rất hay gặp nhá, trong kiểm tra ấy. Chứ những bài mà hiểm hóc quá, khó quá thôi bỏ qua đi. Được chưa? Ta chỉ cần lấy 7 8 điểm đổ lại là mừng lắm rồi. Cho hình chóp SABCD có đáy hình vuông, FA vuông đáy. Vì phải vẽ để quay cho mọi người thì thầy vẽ, chứ còn không thì lấy cái tờ mà phát cho nhau ấy. Mọi người lấy tờ đấy ra mà làm cho nó nhanh. S A B C D. Tính góc giữa SC và đáy, góc giữa SC và đáy chính là cái góc này rồi đúng không? Dạ, yeah. Như vậy câu A thì rất dễ. Góc giữa SC và đáy thì hình chiếu SC chính là AC không? Đúng chưa? Như vậy góc giữa SC và mặt phẳng đáy A, B, C, D bằng góc SCA. Mà góc này tính như nào? Tan của góc này, tan của SCA bằng đối trên kề là bằng FA trên AC bằng A căn 6 trên A căn 2 đúng không? Thì bằng căn 3. Tan mà bằng căn 3 thì suy ra góc bằng bao nhiêu? Góc SCA bằng 60 độ. Đúng không? Đấy, chép vào đi. Mà nghe hiểu cũng được. Câu B, SC và SAB. SC và SAB thì em phải đi tìm hình chiếu của SC trên mặt phẳng SAB. Điểm S chung rồi đúng không? Từ điểm C kẻ đường vuông góc mà chính là CD chưa? Nghe là chính này. CD vuông góc với AD. CD vuông góc SA thì suy ra CD vuông góc với mặt phẳng SAD chưa? Câu B này. SC và SAB mà. À đây, SAB bên này, nhìn nhầm. Thì ta lại có luôn này, viết nhá. CB vuông góc với AB. CB vuông góc với SA. Suy ra CB vuông góc với mặt phẳng FAB. Thì khi đường thẳng CB vuông góc mặt phẳng rồi thì FB chính là hình chiếu của SC đúng không? Thế thì góc cần tìm là góc đây chưa? Đúng không? Mi hiểu không? Muốn tìm hình chiếu, còn nhớ cái hình không? Mặt phẳng này, đường thẳng đây. Đây là điểm F. Đây là điểm C. Kẻ vuông góc đến mặt phẳng thì vuông góc đấy chính là điểm B. Thì ta được SB là hình chiếu của SC không? Nhiệm vụ của em phải đi chứng minh CB vuông góc với mặt phẳng này. Được chưa? Thì ta vừa chứng minh như này, CB vuông góc với SAB chưa? Đúng không? Thế suy ra SB là hình chiếu của SC trên mặt phẳng SAB. Thế từ đấy suy ra góc gì? Góc giữa SC và SAB. Bằng góc CSB. Đúng chưa? Mà tam giác CSB có phải vuông tại B không? Vì CB vuông góc mặt phẳng bên này thì CB vuông góc với SB mà. Tam giác vuông muốn tính góc này thì lại gì? Tan của góc gì? Tan của CSB bằng đối trên kề là BC trên SB.
BC là A. SB bằng bao nhiêu tính này? Cạnh này là A căn mấy? A căn 6. Cạnh này là A, Pythagore là A căn 7 không? Đúng không? Thì cái cạnh SB này là A căn 7. Thì bằng 1 trên căn 7. Đúng không? Thực ra nó giống cái câu này này, nó giống ý này này, 1 trên căn 7 này này. Nhưng mà vừa rồi là để bọn em tự tính thôi mà. Đúng không? Đây trình bày chi tiết rồi. Hiểu chưa? Chép được mà về nhà chép hoặc xem video chép lại được gì. Tiếp theo là gì? AC. AC và SBC. AC và SBC. Hai cái đường thẳng này cắt mặt phẳng tại điểm O chưa? Bây giờ em phải đi tìm hình chiếu của AC trên mặt phẳng SBC. Tìm bằng cách nào? Tìm bằng cách nào? Hình chiếu của AC trên mặt phẳng SBC. Có điểm C chung chưa? Thế lại từ A kẻ đường vuông góc đến mặt phẳng SBC đúng không? Không phải B đâu em. Từ A kẻ đường vuông góc đến mặt phẳng SBC này thì em phải từ A này dựng lên AH vuông góc với FB. Được chưa? Như ta viết tắt ở đây nhá. Kẻ AH vuông góc với FB. Ta lại vừa có BC vuông góc với mặt phẳng SAB ở câu B đúng không? Thế thì BC vuông góc AH chưa? BC vuông góc AH. Thì đúng là AH vuông góc với FB. Cả BC thì suy ra AH vuông góc với mặt phẳng SBC chưa? Đúng không? Vì AB có vuông góc với FB đâu. Đúng không? Từ C này thì mới hai đường vuông góc, là từ A thì không đâu. Từ A phải kẻ hai đường vuông góc như này này. Được chưa? Chính là gợi ý cho mọi người để làm cái ý này này. Hiểu không? Thì đang làm gợi ý cho mọi người câu C này. Từ A kẻ vuông góc đến SB cơ. Thế thì khi đấy AH vuông góc thì CH mới là hình chiếu đúng không? Đúng chưa? Thì suy ra góc cần tìm là góc gì? Góc ACH là góc cần tìm. Được chưa? Ta nối vào đây này. Nó là led đứt. À đâu, CH là led liền. Nằm trong mặt phẳng thấy mà. Đấy. Thì cái góc cần tìm là cái góc nhỏ li ti này. Đấy, ô này cho mọi người nhìn. Mà tam giác này tam giác vuông tại đâu? AH vuông góc với mặt phẳng SBC thì AH vuông góc CH đúng không? Thì đây là tam giác vuông tại H. Thế thì cái góc này lại bằng gì? Tan hay sin hay tùy em. Sin đi. Như vậy ta có góc là góc ACH đúng không? Thì em phải lưu ý này, cái tam giác này rất khó nhìn nhá. Nó vuông ở đây này. Nó vuông ở đây. Vuông ở góc H này này. Đúng không? Thì em phải phân biệt được cạnh huyền là cạnh nào. Cạnh AC là cạnh huyền này. Sin góc này bằng đối trên huyền đúng không? Sin của góc ACH bằng AH trên AC. AC thì bằng A căn 2. Đúng không? Nhưng AH tính như nào? Muốn tính AH em phải dùng hệ thức lượng. 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên SA bình đúng không? Được chưa? Như vậy viết nhỏ ra đây này. 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên SA bình. Từ đây mình tính được AH thay vào. Hiểu chưa? Hệ thức lượng lại còn ở đâu ra? Về đọc lại sách lớp 9. Ở đâu ra? Lớp 9 cơ à đấy. Lớp 9, chương 1 hình lớp 9, hệ thức lượng trong tam giác vuông. À, không nhớ à? Chưa. Thế tương tự nhá, cho cái bên này này thì lại kẻ cái này vuông góc nhá. Đúng không? Về luyện đi nhá. Thế là đây.